Em Tân xin chào cô chú anh chị em mình ha. Chúc cô chú anh chị em mình một buổi tối thật là vui vẻ ha. Giới thiệu về công ty vừa cập nhật bên em và cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Để em quay con Sony trước ha. Trước mắt cô chú anh chị em mình là một con Sony 43 inch ha, màn hình zin đẹp mới ha, mới vừa nhập về luôn ha. Màn hình mới nha anh em. Màn hình 4K mới ha. Có remote giọng nói tìm kiếm mới luôn ha. Con này em bán 4 triệu 300 ngàn nha anh em. Rồi, màn hình 4K, zin đẹp mới còn tem luôn ha, bảo hành cho cô chú anh em mình là 6 tháng ha. 4 triệu 300 ngàn ha. Rồi, cái số lưng này là con Sony 49 inch anh em ơi. Sony 49 inch ha. Màn hình zin theo máy luôn ha. Có remote giọng nói mới luôn nha. Đây. Có remote giọng nói mới luôn ha. Con này 49 inch ha, Sony tìm kiếm giọng nói ha, tặng remote mới ha. Con này 2 triệu 800 ngàn ha. Lý do rẻ là như vậy anh em, nó có một sọc chỉ màu nha anh em ha, nhìn gần mới thấy nha, nhìn xa không thấy nha anh em ha, như màu dưới đây nhìn không thấy nha, chỉ lúc mà trắng thì nhìn mới thấy anh em ha. Rồi anh em chơi được thì liên hệ em ha. Sony 49 inch lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm tặng là mod mới ha, lỗi nhẹ một sọc nha, 2 triệu 800 ngàn ha, anh em chơi được alo em ha. Số điện thoại là 0346854213 ha, số này em có xài Zalo luôn nha anh em. Dạ rồi. Theo là mấy con tivi mấy anh đây ha. Đây ha, cái chân cũng có nữa ha. Rồi để mà giới thiệu con bên đây ha. Cái con này là LG ha, LG lên mạng wifi có chuột bay giọng nói luôn ha. Con này là 49 inch ha. Con này em bán 2 triệu 8 luôn nha anh em. 2 triệu 800 ngàn. Con LG 49 inch lên mạng wifi có giọng nói luôn ha. Đây con này nó lỗi nhẹ nha. Lỗi nhẹ một cái lằn ngang dưới đây anh em, nhìn kỹ mới thấy nha. Này em bán thì em có sao nói vậy, anh em mình chơi được chơi ha. Đó, nó một cái lằn mờ, cực kỳ mờ nha anh em. Nhìn nhiều khi đứng cái bên nhìn cũng không thấy đâu nha anh em. Nhiều khúc lâu lâu mới có, để nhìn thật kỹ mới thấy ha. Rồi, con này là LG 43 inch lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha, có giọng nói luôn ha. Con này em bán 2 triệu 8 nha, có một cái lằn mờ nhẹ thôi anh em chơi được chơi ha, 49 inch ha. Rồi tiếp là con Samsung 4 bên, con này là bữa 4 con nha anh em. Sáng mua với em bán mấy con ha, bán hết 2 con ha. Cũng là Samsung 4 bên lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm ha. Tặng là mod mới ha, đem mọi cái khác cho xin cho mình tham khảo dễ hơn ha. Để cái video này nó bị cái màn hình đứng khó coi. Đây. Màn hình zin đẹp mới anh em ha, bảo hành trách nhiệm cho chú mình là 6 tháng ha. Samsung 4 bên lên mạng wifi có giọng nói ha, remote tặng remote mới giọng nói hệ điều hành cao ha, nhanh lẹ mượt ha, cái này là bán 4 triệu ha, bảo hành 6 tháng nha. Rồi. Còn dưới đây là Sony 43 inch anh em ơi. Sony 43 inch lên mạng wifi có giọng nói luôn ha. Con này thì màn hình zin theo máy ha. Zin đẹp không lỗi lầm, con này bảo hành trách nhiệm 1 tháng nha. Con này bán là 2 triệu 800 ngàn luôn em ơi. Sony 43 inch lên mạng wifi tặng remote giọng nói luôn ha. Con này thì có remote nha, giọng nói nha, nhưng mà remote zin theo máy không có tặng remote mới ha. Remote những cục sạc con lành tốt đẹp luôn ha, 2 triệu 800 ngàn ha. 2 triệu 800 ngàn cho con Sony ha, 43 inch ha. Lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm luôn ha. Rồi anh em mến con này thì alo ha. Sony 43 inch lên mạng wifi màn hình zin có giọng nói tìm kiếm 2 triệu 800 ngàn. Rồi tiếp đây là con cũng là con Samsung 4 bên anh em ơi. Con này màn hình mới, bảo hành 6 tháng, màn hình mới hay màn hình 4K ha. Có giọng nói tìm kiếm là mod mới, giọng nói tìm kiếm ha. Con này 4 triệu ha. Rồi. Cái là một con Panasonic anh em ơi. Cái này nó không có chức năng gì hết ha, chỉ gắn đầu bóc ha. Dù anh em mua em tặng luôn đầu bóc ha. Tại cái màn hình nó có chỉ mờ nhỏ cực nhỏ nằm đó anh em ha, có cái chỉ mờ nhỏ ha. Đây ha. Rồi con này anh em mà chơi được là em bán là 1 triệu 300 ngàn tặng là bóc luôn ha. 1 triệu 300 ngàn cho con TV Panasonic 40 inch. 1 triệu 300 ngàn tặng là bóc luôn nha anh em. 1 triệu 300 ngàn một con TV 40 inch Panasonic. Rồi em còn con 32 Samsung giọng nói anh em nằm sau đây ha, em chưa có không có chỗ không có quay luôn ha. Rồi con LG nè, màn hình mới anh em ơi. LG 4 bên lên mạng wifi có chuột bay có giọng nói luôn ha, có tặng là mod mới luôn ha, đồ mod có chuột bay luôn ha. Con này LG 40 bên lên mạng wifi tặng chuột bay giọng nói, màn hình mới chưa lục tem nha.
Con này em bán 3 triệu 8 ha. 3 triệu 800 ngàn bảo hành 6 tháng cho cô chú anh chị em mình xài ha. Rồi, đây thì con Sony này, Sony này bán 2 triệu 8 luôn ha. Rồi, như thanh lý thì mấy cái lo này mình chơi được chơi ha. Cái lo này em mới cái tháo qua chưa gắt vô ha. Cái này là lo cặp lo 3 tấc nha, cái bát là bát của hàng bãi tháo anh em ha. Hàng bãi ha, còn chép chép 450 ha. Có phân tầng đầy đủ nha anh em ha. Lo lo cặp lo 3 tấc con 76 nha anh em. Này con 76 nha, con đỡ lỡ 76 ha. Còn hàng mình thì thường con 75 nhiều như hàng bãi nó hay con 76 nha anh em. Cái này có sao nó vậy ha anh em chơi được chơi ha. Cặp bát 3 tấc con 76. Này từ lớn anh em ha, từ cho từ 22. Chép 450 mới nha anh em. Rồi. Phân tầng giỏi đủ nguyên bộ cơm lê này em bán là 2 triệu rưỡi ha, nguyên cái lo luôn ha. Em bán 2 triệu rưỡi, vô anh em thích món nào thì inbox ghi nhắn tin hoặc điện thoại ghi em ha, có bán lẻ luôn ha. Rồi. Em cũng đang chuẩn bị, vô anh em nào mua lẻ thì em bán lẻ, không mua thì em cũng ghép nguyên vàng nha anh em. Có cục đẩy nè. Rồi bát em cũng còn nhiều lắm ha. Còn mấy cặp bát 40 con trăm có 51 có 65 có anh em ha. Với bộ hai bộ mi nè ha. Còn hai bộ mi ha anh em chơi được chơi luôn ha. 750 ngàn một bộ ha. Anh em chơi được alo ha. Còn hai cặp mi nè, 750 ngàn một cặp ha. Mi là bao anh em là tiếng là trong sáng rõ ràng, không ghè không hú hí gì ha. Nói chung là nó không có bị đục tiếng á, nó là tiếng là rõ ha. Cái còn cái vang cái đăng tiếng luôn ha. Anh em nào chơi được món nào thì em bán luôn, còn không chơi thì em trên đây cũng còn đồ cốt nữa ha. Em có bán camera luôn nha anh em. Bữa giờ có quay mà không có giới thiệu cho anh em. Nó camera ha, anh em muốn xài, tại vì cái này cái mẫu anh em, để mấy cái nè, anh em muốn xài nhiều có nhiều luôn ha. Bán lắp ráp cho anh em tận nhà luôn ha. Nè, cái máy này là hàng mẫu, để chân mấy cái có đầu ghi được, camera gời, camera wifi là có nha anh em. Rồi còn mấy cặp pad này nè, anh em chơi được alo em bán luôn ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em thành gửi rất là nhiều ha. Chúc cô chú anh chị em một buổi tối vui vẻ nha. Cô chú anh chị em mình xem xong rồi chốt đơn được được thì liên hệ em ha. Số điện thoại em là 0346854213. Em Tân ở xã Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre nha anh em. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều.